Thưa quý vị là trong ngày hôm nay thì dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được khởi công. Đây là công trình xây dựng giao thông cấp đặc biệt của ngành giao thông. Mục tiêu là sau khi cải tạo nâng cấp, sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động khai thác, hạn chế việc tình trạng phải đóng cửa đường cất hạ cánh, Việc này cũng nhằm đáp ứng việc cất hạ cánh cho các loại máy bay thế hệ mới như A350-900, B7879, B7870 và tương đương yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong thời gian tiến hành sửa chữa các đường băng sân bay Tân Sơn Nhất và nội bài, buộc phải tạm dừng một đường băng. Như vậy, các sân bay này vẫn còn một đường băng hoạt động. Từ năm 2017 đến nay, các đường băng và đường lăn sân bay nội bài và Tân Sơn Nhất đã bị xuống cấp và ngày càng nghiêm trọng do phải khai thác vượt tần suất thiết kế, tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới có tải trọng và áp suất bánh hơi lớn như Airbus A350-900, Boeing b 7879 và B787-10.